Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy một loạt pháo của Ukraine ở hướng Japorohi và loại khởi vòng chiến đấu nhiều binh sĩ ở hướng Kupiansk. Chào mừng quý vị đến với những thông tin mới nhất về tình hình chính trường thế giới 24 giờ qua trên kênh tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những nội dung chính ngay sau đây. Loạt pháo và quân nhân Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu ở Japorohi và Kupiansk xe tăng M1 Abrams sẽ được NATO trực tiếp vận hành. Ukraina và thông điệp từ hạ viện Mỹ. Loạt pháo và quân nhân Ukraina bị loại khỏi vòng chiến đấu ở Chaporohi và Kupian. Bộ Quốc phòng Nga đã tiếp tục báo cáo về tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraina. Trên hướng Donetsk, các đơn vị từ lực lượng chung của Nga phối hợp với hàng không và pháo binh đẩy lùi hai cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraina AFU gần Krasnogoroka và Povolmaski. Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Các cuộc tấn công hiện tại của Nga còn được thực hiện tại các cụm nhân lực và khí tài AFU gần Novo Mikhailovka Donetsk. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 210 quân nhân thương vong, 4 xe chiến đấu bọc thép và 6 xe cơ giới. Trong cuộc chiến phản pháo, quân Nga bắn trúng một hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, một hệ thống pháo tự hành Akashija và một pháo tự hành D-20. Theo hướng Jablony, lực lượng nga được hỗ trợ bởi các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh đã đánh bại nhân lực và khí tài của lữ đoàn cơ giới số 65 AFU gần Robotino, vùng Jablony. Hơn 35 quân nhân Ukraine, hai xe chiến đấu bọc thép và 3 xe cơ giới của họ đã bị tiêu diệt ở hướng trên. Trong tác chiến phản pháo, quân Nga bắn trúng hai hệ thống pháo tự hành KESA do Pháp sản xuất, một hệ thống pháo tự hành M77 do Mỹ sản xuất, một hệ thống pháo tự hành VUZIKA, hai pháo tự hành D-30 và một hệ thống pháo MSTAB của Ukraine. Theo hướng Kupyan, lực lượng Japad của Nga được hỗ trợ bởi máy bay và pháo binh đã gây thiệt hại về nhân lực cho lữ đoàn tấn công đường không số 25, các đại đội cơ giới hóa số 15 và 115 của AFU gần Novoseloskoi, Cộng hòa Nhân dân Lugan. Tim Koka và Sin Koka, vùng Kharkov. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 170 binh sĩ thương vong, 4 xe bán tải, 2 khẩu pháo M109 Paladin cũng như một khẩu D30. Theo hướng Karasny Liman, lực lượng Sen của Nga cùng các cuộc tấn công bằng trực thăng và hỏa lực pháo binh đã đẩy lùi hai cuộc tấn công từ các nhóm của lữ đoàn cơ giới số 63 và 67 thuộc AFU gần Chevonaja Dibrova. Ngoài ra, các cuộc tấn công còn được thực hiện tại các cụm nhân lực và khí tài của AFU gần Kumio, Toskoi và Grigoroka. Ở hướng này, AFU tổn thất 80 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải và 1 pháo D-30. Ở hướng Nam Donetsk, lực lượng Vostok của Nga đã được hỗ trợ bởi trực thăng và pháo binh, đã gây thiệt hại về hỏa lực cho các phân đội xung kích của các lữ đoàn cơ giới số 58 và 72 AFU gần Urojanoi, Nikoskoi. Novo Mikhailovka và đẩy lùi một cuộc tấn công của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 128 của Ukraine gần Prijunoi, vùng Japorohi. Tổn thất của AFU ở hướng trên là hơn 80 binh lính Ukraine, hai phương tiện cơ giới và một pháo tự hành Pian. Theo hướng Kherson, 85 quân nhân Ukraine và hai phương tiện cơ giới đã bị lửa vô hiệu hóa. Các lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và trang thiết bị của AFU tại 107 khu vực trong ngày một kho đạn của AFU đã bị xóa sổ gần Bodanoka, vùng Karivograd. Các hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn một quả bom dẫn đường JDAM và 8 quả đạn phóng từ hệ thống HIMARS của Ukraine. 27 UAV Ukraine đã bị phá hủy gần Karamenes, Barasvoi, Novaja, Bujeka, Proletaka, vùng Kherson, Pologi, Minoi, vùng Japorohi, Tavojanka, vùng Kharkov và Svatovo, Lugansk xe tăng M1 Abrams sẽ được NATO trực tiếp vận hành. Mới đây, việc chuyển giao lô xe tăng M1A1 Abrams đầu tiên từ Mỹ sang Ukraine đã được xác nhận. Vấn đề đặt ra là việc vận hành những cỗ chiến xa đế phức tạp này sẽ diễn ra như thế nào? Sau khi lực lượng vũ trang Ukraine tiếp cận, điều đầu tiên được các chuyên gia quân sự nghĩ tới đó là những chiếc xe tăng M1 Abrams nói trên sẽ được sử dụng như thế nào tại tiền tuyến quân đội Ukraine đã mất một số lượng lớn thiết giáp phương Tây viện trợ, bao gồm cả những loại hiện đại nhất như xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ, xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 của Anh và Leopard 2 của Đức. Ngay cả khi người đứng đầu Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Kirin Budanov cũng lo ngại viễn cảnh những chiếc M1 Abram nói trên chịu thiệt hại nặng nề, bởi vậy cần lên kế hoạch triển khai tác chiến thật cẩn trọng. Ngoài ra các nhà phân tích cũng quan tâm đến câu hỏi khác, chính xác thì ai sẽ vận hành những chiếc xe tăng M1 Abrams này và ai sẽ đảm bảo kỹ thuật cho chúng. Xe tăng Abrams có thể dễ dàng cạnh tranh danh hiệu MBT có yêu cầu bảo trì cao nhất trên thế giới. Phương tiện này nặng 70 đến 80 tấn tùy theo cấu hình thiết bị và được trang bị tua tuabin khí chứ không phải động cơ diesel cần phải bảo trì chuyên sâu. Đồng thời, theo những binh sĩ chuyên nghiệp của phương Tây, xe tăng Abram rõ ràng là một phương tiện chiến đấu rất nguy hiểm, nhưng chỉ khi được bảo dưỡng theo đúng yêu cầu. Để bảo trì các phương tiện chiến đấu đầy phức tạp này, nhân viên kỹ thuật của lực lượng vũ trang Ukraine dường như không có đủ thời gian để được đào tạo đầy đủ. Lấy ví dụ, lính thiết giáp quân đội Mỹ cần 22 tuần huấn luyện để làm chủ chiếc xe tăng, trong khi đó nhân viên đảm bảo kỹ thuật phải trải qua khóa huấn luyện kéo dài lên tới 34 tuần. Để trở thành kỹ thuật viên sửa chữa xe tăng Abrams, phải đạt 99 trên 100 điểm trong bài kiểm tra năng lực nghề nghiệp, 88 điểm trong bài kiểm tra bảo trì cơ khí và 92 điểm trong bài kiểm tra kỹ thuật chung dành cho ứng viên, cho thấy tính chất nghiêm ngặt của nhiệm vụ. Trong khi đó, quá trình huấn luyện của binh sĩ Ukraine chỉ kéo dài 12 tuần và diễn ra bằng tiếng Anh, do vậy họ khó có thể nhận được kiến thức chuyên sâu về những phương tiện chiến đấu này, đặc biệt khi chúng phức tạp hơn nhiều khi đặt cạnh xe tăng liên xô đã có tiền lệ về việc các tình nguyện viên nước ngoài vận hành những thiết bị quân sự phức tạp của phương Tây viện trợ. Đây chính là phép màu cho lực lượng vũ trang Ukraine tiếp thu một lượng lớn thiết bị khác nhau. Theo đại tá quân đội Nga, ông Viktor Lotokin, thì ví dụ điển hình chính là trường hợp hệ thống phòng không Patriot được chuyển giao kịp thời cho Ukraine vào tháng 12 năm 2022. Vì Mỹ và Ba Lan là những nước duy nhất vận hành xe tăng M1 Abrams trong NATO, nên họ được cho là có nhiều khả năng cung cấp nhân sự tốt nhất để giúp Ukraine vận hành những cỗ chiến xa này. Binh sĩ Ukraine dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng hơn khi họ có thêm thời gian đào tạo để làm chủ phương tiện chiến đấu tối tân này. Đại tá Viktor Lotokin nhấn mạnh, Hiện tại, quân đội Ukraine đã nhận được bàn giao 10 xe tăng M1 Abrams đầu tiên. Dự kiến 21 chiếc còn lại sẽ được tiếp nhận trước khi kết thúc năm 2023. Chúng ở phiên bản M1A1. Trong tương lai, không loại trừ khả năng Mỹ còn có thể tiếp tục viện trợ thêm nhiều xe tăng M1 Abrams nữa. Chúng sẽ ở phiên bản hiện đại hơn, đó là M1A2 SEP Abrams. Ukraine và thông điệp từ Hạ viện Mỹ Việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy bị bỏ phiếu bãi nhiệm là tin xấu đối với tương lai các khoản viện trợ Washington dành cho Ukraine và thậm chí xấu hơn nhiều người nghĩ. Thông tin về chuyện Mỹ phế chuất Chủ tịch Hạ viện đã phủ bóng cuộc họp thượng đỉnh của hàng chục lãnh đạo châu Âu ở thành phố Granada, Tây Ban Nha. Giờ đây, sự hỗ trợ của châu Âu cho Ukraine về tài chính và quân sự đặc biệt cần thiết hơn khi cả hai không thể trông cậy vào Mỹ trong ngắn hạn. Việc ông McCarthy rời nhiệm sở là kết quả của một cuộc đấu đá chính trị nội bộ ở Mỹ. Pha bỏ phiếu bãi nhiệm trên được tổ chức ngay sau khi Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa nhất trí sau một dự luật ngăn chính phủ Mỹ đóng cửa trong vòng 45 ngày. Dự luật ấy đã không bao gồm khoản nào về gói hỗ trợ cho Ukraine, đồng nghĩa đề nghị viện trợ quân sự 24 tỷ USD của Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi cho Quốc hội qua mùa hè vẫn kẹt cứng. Không có ai giữ cương vị chủ tịch, Hạ viện Mỹ cũng không thể thông qua bất cứ luật gì, trong khi việc tìm người mới sẽ mất không ít thời gian trong khi việc chọn chủ tịch Hạ viện mới được cho là đóng vai trò quan trọng đối với các khoản viện trợ của Mỹ cho Ukraine, nhưng sẽ không có nhiều ứng viên Đảng Cộng Hòa ủng hộ điều này. Một thang xếp hạng của tổ chức Defending Democracy Together đánh giá mức độ ủng hộ Ukraine của các ứng viên từ A tới F, với A tương ứng với mức độ ủng hộ cao nhất. Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Mỹ Steve Scully được chấm điểm B, cao hơn B trừ của ông McCarthy. Các ứng viên khác như là Jim Jordan và Kevin Henn đều ăn điểm F, tương tự như Matt Gaet, người đã kêu gọi lật đổ ông McCarthy. Trên thực tế, khi xét cả về tổng thể, việc ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine cũng đã suy giảm ở Mỹ, mặc dù những người Cộng hòa có sự phản đối lớn hơn so với Đảng Dân Chủ. Đó là chi tiết đặc biệt đáng chú ý khi ông McCarthy bị bãi nhiệm, báo chí có xu hướng tập trung vào những chỉ trích từ ông Matt Gaet và mô tả mà lật đổ lịch sử này là kết quả từ sự phản đối của các chính trị gia Cộng hòa cực hữu. Cách mô tả này đã gây hiểu lầm. Quả thật có 8 chính trị gia Cộng hòa đã đâm sau lưng McCarthy, nhưng họ cũng là những lá phiếu quan trọng để kết hợp với 208 phiếu bên Đảng Dân Chủ. Vậy lý do gì Đảng Dân Chủ muốn phế chuất ông McCarthy, một người bị phe Cộng hòa nói đã thực hiện rất nhiều nhượng bộ khi đàm phán lưỡng đảng, trong đó có cả nghi vấn đã đạt được một thỏa thuận bí mật với Tổng thống Biden về viện trợ Ukraine. Theo tờ Washington Post, điều các đảng viên Dân Chủ quan tâm nhất không chỉ là Ukraine mà còn là Donald Trump. Trong mắt nhiều thành viên Đảng Dân Chủ, ông McCarthy là chính trị gia không giữ lời. Họ cũng chỉ trích ông vì đã không dìm ông Trump như kỳ vọng, trong khi phe Dân Chủ phải nhượng bộ để cứu chính phủ đóng cửa. Đảng Cộng Hòa càng ít lý do so hơn để chấp thuận các gói viện trợ mới cho Ukraine. Chính trị trong nước mới là ưu tiên của người Mỹ. Đài CNN dẫn lời nhiều nhà phân tích ước tính tỷ lệ đốt vũ khí, đạn dược và bảo trì của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga hiện đang vào khoảng 2,5 tỷ USD mỗi tháng, và phần nhiều trong số đó xuất phát từ Mỹ. Kể cả khi EU tiếp tục cam kết ủng hộ Ukraine thì khối này cũng không thể thay thế Mỹ. Hiện nay EU cũng đã thảo luận về cách thức đưa Ukraine gia nhập liên minh như một phần của nỗ lực mở rộng thành viên. Tuy nhiên, theo tính toán mới nhất, EU sẽ tiêu tốn thêm 186 tỷ USD cho Ukraine trong 7 năm nếu Kiev trở thành thành viên. Thời gian đang không ủng hộ Ukraine, nước này đang chuẩn bị ứng phó với những đợt tấn công tiềm năng của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng trong mùa đông tới và đây cũng là thông tin cuối cùng chúng tôi muốn truyền tải tới quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay những thông tin mới nhất được cập nhật sẽ có trong các bản tin kế tiếp mời quý vị cùng bấm sang những nội dung kế tiếp đang hiển thị trên màn hình cảm ơn quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại